bí ẩn một trang bìa tạp chí dự đoán đúng tương lai trong 5 năm liên tiếp. Những hình vẽ về đại dịch, thảm họa núi lửa thật sự là tiên tri hay đó là thông điệp của một nhóm người quyền lực nhất thế giới? Tạp chí The Economist là một ấn bản tin tức nổi tiếng của Anh Quốc chuyên phân tích kinh tế thế giới. Nhưng có lẽ bạn chưa biết rằng tạp chí này cũng có thể là một cuốn sách tiên tri. Trong nhiều năm gần đây, trang bìa tạp chí này đã đưa ra những dự đoán khá chuẩn xác về các sự kiện lớn trong tương lai gần. Vậy họ đã dự đoán đúng những gì và tại sao họ lại có thể đưa ra được những lời dự đoán ấy? Hãy cùng tìm hiểu trong tập hôm nay của Hành Trình Bí Ẩn. Tạp chí nhà kinh tế học The Economist là một tờ báo chuyên về kinh tế thế giới có trụ sở tại Anh Quốc. Tạp chí này có một cổ đông lớn nhất là gia tộc quyền lực Rothschild, còn tổng biên tập của tạp chí này là người thường xuyên tham dự hội nghị Bilderberg, một hội nghị kín của giới tinh hoa trên toàn thế giới. Nói cách khác, The Economist là tạp chí có mối liên hệ tới những người có khả năng tạo ra thay đổi trên toàn cầu, biến các tiên tri trong tương lai gần trở thành hiện thực. Trước khi bắt đầu, mong các bạn có thể dành ra 3 giây để ấn nút đăng ký theo dõi Hành Trình Bí Ẩn và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video thú vị tiếp theo từ chúng mình nhé. Và giờ, hãy bắt đầu với dự báo cho năm 2019. Đây là hình bìa tạp chí năm 2019 với trung tâm là bức vẽ người Vitruvius của Leonardo da Vinci được biến tấu thành hình một người đàn ông đeo một cặp kính giống như kính VR, trong tay cầm một lá cần sa, một quả bóng chày, một chiếc điện thoại di động. Có người còn cho rằng ẩn ý của các hình ảnh đó là thông điệp con người hiện đại chúng ta đang bị những thú vui giải trí, chất kích thích và điện thoại di động mê hoặc mà quên đi ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Ngoài ra, trên tay người đàn ông này còn có hình xăm đoạn gen đại diện cho mã di truyền DNA và có lẽ tạp chí này đang nói tới xu hướng cải tạo gen của con người. Phải chăng điều ấy đang hoặc sẽ trở thành sự thực? Hình bìa tạp chí dự báo cho năm 2019 này được xuất bản vào tháng 11 năm 2018. Chúng ta hãy lưu ý mốc thời gian này, tháng 11 năm 2018. Thời điểm đó, tình hình thế giới vẫn còn khá êm đềm. Khi chúng ta nhìn lại các sự kiện lớn trên thế giới khi ấy, có cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga, v.v. Vì vậy, việc tạp chí đã đặt hình ảnh Tổng thống Trump của Mỹ, chú gấu trúc biểu tượng của Trung Quốc và Thủ tướng Putin của Nga lên trang bìa là điều rất bình thường. Tuy nhiên, trong bức hình tưởng chừng rất bình thường này lại có một số điểm thật sự kỳ lạ. Dự đoán núi lửa phun trào. Khoảng 9 giờ tối vào ngày 22 tháng 12 năm 2018, núi lửa Anak Krakatoa phun trào gây ra một trận lở đất và tạo ra một cơn sóng thần với chiều cao vượt quá 100 mét ở eo biển Sunda của Indonesia. Trận sóng thần đột ngột diễn ra vào ban đêm đã khiến cho cư dân hoàn toàn mất cảnh giác. Kết quả, 427 người thiệt mạng, hơn 14.000 người bị thương và hơn 40.000 người mất đi nhà cửa. Ngày hôm sau, khi chính quyền địa phương khẩn cấp thu thập tín hiệu vệ tinh, họ mới phát hiện ra rằng nguyên nhân gây ra cơn sóng thần là quá trình núi lửa phun trào khiến đất đai bị sạt lở và chìm xuống đáy biển. Thật trùng hợp là trong bức hình bìa của tạp chí The Economist năm 2019 có hình ảnh của một núi lửa với khói mù bên cạnh mô tả một núi lửa đang phun trào. Ngay phía bên trên của núi lửa là hình ảnh mặt trăng. Chẳng phải điều đó biểu thị rằng thời gian xảy ra sự việc là vào ban đêm? Đến cả vệ tinh giúp làm rõ nguyên nhân gây ra sóng thần cũng có mặt trong bức hình. Và đây là tạp chí dự báo cho năm 2019 và nó đã được xuất bản vào tháng 11 năm 2018. Trong khi đó, vào tháng 12 thì núi lửa Krakatoa mới phun trào. Lẽ nào cuốn tạp chí này thực sự đã nói tới sự kiện của tương lai? Manh mối về dịch bệnh. Khi mới xuất bản, nhiều người chú ý tới sự xuất hiện của tứ kỵ sĩ Khải Huyền trong bức hình bìa của tạp chí. Cuốn Khải Huyền chủ yếu ghi lại những cảnh tượng kỳ lạ mà môn đồ John nhìn thấy sau khi Chúa Giê-xu chết. Người ta tin rằng những cảnh tượng này sẽ xảy ra vào ngày tận thế. Theo ghi chép của cuốn Khải Huyền, ngày tận thế sẽ đến sau khi 7 phong ấn được lần lượt mở ra. 4 phong ấn đầu tiên chính là bộ tứ kỵ sĩ Khải Huyền đến gieo rắc thảm họa trên trái đất. Phong ấn thứ 5 giải thoát tiếng khóc than con người trước cơn thịnh nộ của Chúa. Phong ấn thứ 6 mang đến một loạt thiên tai có tính hủy diệt. Và phong ấn thứ 7 tương ứng với 7 tiếng kèn của thiên thần mang đến 7 loại dịch bệnh được cất giữ trong những chiếc lọ. Tất cả đều sẽ được đem trút xuống những kẻ tội đồ, độc ác, xấu xa trên trái đất. Như vậy, sự xuất hiện của tứ kỵ sĩ là bước đầu tiên của ngày tận thế. Họ sẽ đến theo thứ tự như sau. Đầu tiên là kỵ sĩ cưỡi ngựa trắng đại biểu cho dịch bệnh. Thứ hai là kỵ sĩ cưỡi ngựa đỏ đại biểu cho chiến tranh. Thứ ba là kỵ sĩ cưỡi ngựa đen đại biểu cho nạn đói.
và cuối cùng là kỵ sĩ cưỡi ngựa xanh đại biểu cho chết chóc. Rất nhiều người đặt câu hỏi tại sao trong số chào đón năm mới của cuốn tạp chí kinh tế The Economist lại đưa ra hình ảnh kỳ lạ của tứ kỵ sĩ khải huyền, điều thể hiện cho sự bắt đầu của một quá trình đi tới ngày tận thế. Có cư dân mạng còn phát hiện rằng một trong tứ kỵ sĩ có hình tượng bị đổi thành hình nữ thần tự do của Mỹ và trông giống như đang đeo khẩu trang. Chỉ tới khi dịch bệnh xuất hiện và bùng phát, người ta mới hiểu ra tại sao nữ thần tự do lại đeo khẩu trang. Ngoài ra, còn có người phát hiện rằng tứ kỵ sĩ được sắp xếp từ hướng Đông sang hướng Tây, trùng hợp với xu hướng lan truyền của dịch bệnh từ phương Đông sang phương Tây. Và trong tấm bìa tạp chí này còn xuất hiện hình con TT, con vật từng bị nghi là vật trung gian của virus Vũ Hán. Chú cò. Hình ảnh chú cò mang theo em bé là một hình ảnh thường gặp trong các câu chuyện cổ tích và truyền thuyết của phương Tây. Tuy nhiên, ở đây có một chi tiết vô cùng kỳ lạ, đó là túi đựng em bé lại có mã vạch. Điều này có thể ẩn chứa ý nghĩa thứ nhất là về desired babies, tức là các em bé sinh ra từ phôi thai đã bị biến đổi gen. Để có được những đặc điểm nào đó xác định từ trước, ví dụ như lựa chọn giới tính, màu mắt hoặc thậm chí có các năng lực đặc biệt. Ý nghĩa thứ hai của hình ảnh này có thể là thông điệp về nạn buôn bán trẻ em, bởi lẽ mã vạch thường được dùng cho hàng hóa và việc mua bán giao dịch. Dù là ý nghĩa nào đi nữa thì điều đó cũng thật đáng buồn và không nên xảy ra. Tuy nhiên, có lẽ sự việc ấy đang diễn ra ở nơi nào đó trên thế giới mà nhiều người chúng ta chưa thể biết tới. Tất cả những sự trùng hợp này khiến cho mọi người bắt đầu chú ý tới tạp chí The Economist. Không ngờ số tạp chí cuối năm 2019 của tờ báo này lại xuất hiện những tiên tri bất ngờ khác cho năm 2020. Dự báo cho năm 2020. Ngày 5 tháng 1 năm 2019, theo thông lệ, tờ The Economist lại xuất bản số báo dự đoán cho năm 2020 với hình bìa là bảng kiểm tra thị lực. Trên đó, đập vào mắt chúng ta đầu tiên là chữ The World in 2020, thế giới năm 2020. Vì thế, chúng ta biết rõ đây là bức hình liên quan tới năm 2020. Trong hình chỉ có hai nhóm chữ có màu sắc là 2020 và Vision. Chữ số 2020 cũng phân ra làm hai sắc màu, xanh và đỏ. Có cư dân mạng giải mã rằng màu xanh đại biểu cho hy vọng, màu đỏ đại biểu cho nguy hiểm. Nên ở đây cho thấy, năm 2020 là một năm vừa có tốt và vừa có xấu. Số báo này xuất bản vào đầu tháng 11 năm 2019 và khi này dịch bệnh còn chưa xuất hiện. Hơn nữa, chúng ta hãy chú ý tới từ Vision. Ngoài nghĩa thị lực, nó còn có nghĩa là dự đoán trước, tiên tri. Từ này lại được đặt ở trong bảng kiểm tra thị lực. Có phải nó ngầm chỉ ra rằng chúng ta có thể nhìn thấy tương lai qua hình ảnh trên bìa báo? Quả thực, sau khi năm 2020 kết thúc, con người mới phát hiện ra bức hình trên không bỏ sót một tai họa nào. Trong hình, sau số 2020, chúng ta thấy tên Trump và ngay dưới tên của Trump là chữ Exit, ra đi. Và thật đáng kinh ngạc là kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cuối năm 2020, ông Trump quả thực đã thua đối thủ là Biden và rời khỏi vị trí Tổng thống Mỹ. Sau chữ Exit là chữ AI. Nhà tài phiệt nổi tiếng Elon Musk đã nhiều lần đề cập rằng con người trong tương lai sẽ có thể bị trí tuệ nhân tạo AI tấn công. Và cách giải quyết mà ông đưa ra là tích hợp AI với não người để tránh sự thống trị của AI. Tiêu điểm là vào tháng 8 năm 2020, Elon Musk đã thành công cấy chip của máy tính vào não heo. Có thể vào một ngày không xa, việc não người tích hợp với máy tính là việc hoàn toàn có thể xảy ra. Thiên tai. Trên bảng kiểm tra thị lực, đứng ngay sau chữ AI là chữ Tokyo. Mọi người đều biết Thế vận hội Tokyo năm 2020 đã dự kiến được xảy ra, nên Tokyo xuất hiện ở đây là điều hợp lý. Tuy nhiên, ngay sau chữ Tokyo lại là chữ kỳ lạ, sao hỏa, Mars. Liên quan tới sao hỏa, ngày nay chúng ta đều nghe nhiều về các nghiên cứu di cư con người lên sao hỏa. Có người cho rằng nếu một ngày kia trái đất không còn phù hợp cho con người cư trú, thì sao hỏa sẽ có thể là một lựa chọn thay thế phù hợp. Vì thế, có cư dân mạng phỏng đoán chữ Mars xuất hiện trên trang bìa báo này có thể dự báo là về việc trái đất sẽ không còn là nơi thích hợp cho nhân loại cư trú nữa. Hơn nữa, ngay sau chữ Mars lại xuất hiện chữ Climate, khí hậu. Nhìn lại các tai họa lớn trong năm 2020, có thể thấy phần nhiều liên quan tới biến đổi khí hậu như thảm họa cháy rừng ở Úc, cháy lớn ở bang California của Mỹ, hỏa hoạn ở Siberia. Những vụ cháy này có diện tích hủy hoại đã phá vỡ kỷ lục trong lịch sử. Hơn nữa, trong khi một số chính phủ
vẫn đang thống kê thiệt hại do các vụ cháy gây ra thì lại xảy ra bão lụt hiếm thấy tại một số nước châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, v.v., trong đó là Trung Quốc. Theo các số liệu cho thấy, năm 2020, 70% huyện thị của Trung Quốc xảy ra bão lụt, gây ra ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 630 triệu người dân, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Tiếp theo, trong bức hình bìa báo xuất hiện chữ Xi Tập, tượng trưng cho họ của nhà lãnh đạo Trung Quốc ông Tập Cận Bình. Và ngay sau chữ Xi là chữ Recession, suy thoái kinh tế. Điều này có phải là trùng hợp? Chưa hết, sau từ Recession là tên của Thủ tướng Ấn Độ Modi. Theo báo cáo tài chính Ấn Độ mới nhất, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nền kinh tế Ấn Độ năm 2020 đã rơi xuống mức tồi tệ nhất kể từ sau khi nước này độc lập. Điều này dường như lại một lần nữa xác nhận ý nghĩa cho từ Recession, suy thoái kinh tế. Dịch bệnh. Sau từ Modi là xuất hiện từ Expo, hội chợ triển lãm thế giới. Điều này cũng rất bình thường bởi theo kế hoạch thì Expo sẽ được tổ chức vào năm 2020, nhưng sau này khi dịch bệnh bùng phát nên kế hoạch đã bị hủy. Sau từ Expo là chữ SGDS. Đây là mục tiêu phát triển bền vững do Liên Hợp Quốc đưa ra vào năm 2015. Năm đó, một số cường quốc đã cùng đặt ra 17 mục tiêu, bao gồm xóa bỏ đói nghèo, tăng trưởng kinh tế, bảo vệ tự nhiên, nông nghiệp bền vững, v.v. Nếu đọc kỹ tất cả các mục tiêu của kế hoạch này, ta sẽ thấy chữ bền vững liên tục được lặp lại. Tuy vậy, tài nguyên thiên nhiên là có hạn, nếu dân số gia tăng không giới hạn, vậy làm sao có thể phát triển bền vững được? Có người nghĩ rằng phải chăng đây là một giả thuyết rằng tiền đề để phát triển bền vững là cần khiến cho dân số toàn cầu bị suy giảm. Liệu đó có phải là mục tiêu thật sự của Mỹ từ phát triển bền vững hay không? Sau từ SGDS, chúng ta có thể thấy hàng chữ phía dưới bé hơn hẳn và xuất hiện chữ Vision như để nhắc nhở có ẩn chứa thông tin quan trọng ở đây. Quả nhiên, ngay dưới từ Vision là chữ Rat, con chuột. Mọi người đều biết năm 2020 là năm Canh Tý nên sự xuất hiện của chữ này cũng khá dễ hiểu, nhưng chỉ tới khi dịch bệnh xuất hiện, người ta mới bắt đầu để ý và một số người cho rằng chuột là đại biểu cho dịch bệnh, bởi lẽ trong lịch sử đã nhiều lần phát sinh nạn dịch hạch nghiêm trọng, ví dụ như nạn dịch hạch vào thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 8 đã lấy đi sinh mệnh của 25 đến 100 triệu người, tức là vào khoảng 25% đến 60% tổng dân số châu Âu khi đó. Nạn dịch hạch lần thứ hai là xảy ra vào năm 1347, gây ra cái chết cho từ 30 đến 60% dân số châu Âu. Khi liên tưởng những đợt dịch đó với dịch viêm phổi Vũ Hán đang lan rộng trên khắp thế giới ngày nay, thì quả thật đó đều là những đại dịch khủng khiếp, lây lan rất nhanh, khiến vô số người tử vong. Như vậy có thể thấy, tờ bìa tạp chí The Economist đã vô tình hay cố ý đưa ra những hình ảnh có thể dự đoán tương lai gần, hoặc có thể đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi họ có trong tay những thông tin mà ít người biết được. Tới cuối năm 2020, tạp chí này tiếp tục có những dự đoán cho năm 2021 bất ngờ hơn nữa. Vậy những dự đoán đó là gì? Chúng có chuẩn xác hay không? Và bìa tạp chí dự đoán cho các sự kiện của năm 2021 sẽ là những sự kiện gì? Hãy cùng đón xem ở tập tiếp theo của Hành Trình Bí Ẩn.